rồi dữ 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 rồi nói 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 bạn ơi mọi người kéo đi chọn 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 lắm rồi lắm rồi nói 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 rồi sẽ hả còn chọn 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 rồi sẽ hả trời 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 vô trong bụi cây nó quắn cây nó kéo xe đâu mà trời, nãy người ta kéo ra ngoài không kéo kéo vô cái cây dính cây luôn rồi nó chạy vô trời cha nó lên chơi tới bản bựng như vậy trời trời cái cha gõ gàng luôn chạy mua bên gạt 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 rồi đứng cây chạy tè tè luôn lên bản cái bụng đi trời nó giống như cái cây xảy rồi phải rồi nó dính cây luôn rồi đó. Đó trời quá trời tức các bạn ơi cung tay luôn rồi cá bự lắm bự luôn nhưng mà không sóc lưỡi trời lưỡi 18 luôn không sóc lưỡi ôi cái cha gõ gàng luôn trời lúc mà vô tè 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 cần bạo lực cứng và đọt cứng mình được cỡ đó đó thôi làm lại từ đầu anh ơi lên này lên rừng ơi còn vô cây nữa rồi có lý lắm bạn ơi mới vừa mới nói buổi chiều cũng hút luôn rồi trời trời chị má rồi má cái gì vậy trời ngại gì đâu á trời ơi nghe gì trời thua luôn bạn ơi vừa mới nói bự luôn hai con thôi làm lại từ đầu thêm ghê vậy chảy rồi trời trời chạy lên thêm kìa à cá lớn à rồi kìa à nó chạy một đường tim ngoài các bạn thấy khủng khiếp luôn trời dở lên hai cái gì mà còn xảy nữa bạn không sốc lử chị ta ôi đóng một cái nó lên tim lúc đứng cây cây sào đẹp hết biết luôn cá ra cá bự chạy đường tim ghê hồn lại làm lại làm lại đang thay mồi kem đây bạn dở luôn lên còn lên hàng con nhỏ à nhiều xe được bự bự có lý để
cái gì trời, cái gì lại ngộ vậy, cá bông gì ta? Không phải đâu, coi chừng cá. Lý lắm á. Được. Lỗi cơ. Nó lút ra cây, tôi thấy một cá ra cây. Chạy ghê vậy nổi. Cá này vô, cá này ghiềm dữ lắm nè. Cá lớn. Lớn 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 lớn. Anh em ngồi một canh cho. Cô Lý lắm rồi ơi. Cá bông cái gì không nổi ơi. Giặt quá trời nè, vô đếm. Coi chừng vô đếm á. Giặt. Cá bông không ơi. Ê ê ê. Trời trời, cá bông, dữ lắm cá bông. Không, không có gấp không? Không. Có kèm không anh, có kèm không? Có kèm cả. Đây lưỡi ngoài chưa sao, chưa sao. Cá lóc bông dữ lắm rồi. Lưỡi ngoài. Lưỡi ngoài hả? Ừ, lưỡi ngoài. Xả bẹp ra nhẹ lắm. Lưỡi còn ngoài mày. Vô 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 vô. Đây rồi, dở lên luôn ông, buông đi buông đi. Buông đi rồi dở lên luôn rồi. Dướng lưỡi. Trời ơi! Hugo! Trời ơi! Vô lo nó vô. Ôi Hugo bạn ơi! Trời trời, cái chìm chìm ở dưới bàn để kìa kìa. Ông nội ơi! Thời xả bên ra, xả bên ra. Thời tới rồi bạn ơi. Thời tới rồi, thời tới rồi. Thời tới cản nổi. Thời tới cản nổi. Thời tới cản nổi thiệt. Dính lưỡi ngoài thì bà hú mày rồi. Trời cứu mày. Sợ dính lưỡi hiểm mày yên thôi. Ê, lưỡi vô dò. Được rồi, được. Lâu nữa lên bờ đi. Hồi gần cá lóc bông thứ già. Nghiêng cá bông lắm mà thấy nó chạy kỳ kỳ, thấy chạy giống bông. Bông thiệt, chạy mà giật bật bật cái gặt. Dính đường nào xảy. Miếng hàm dứ luôn. Cầm. Còn lưỡi, còn lưỡi, còn lưỡi. Còn lưỡi đi dưới tay. Thôi rồi. Đã ông nội mẹ. Vợ ông đi dắt này mua đồ rồi vô thấy con cá này mới la trời không à. Thôi rồi. Còn đó mấy ký? 3 ký mấy? 3 ký ngoài 4 ký. Cân hư rồi. Quá đã các bạn. Thôi rồi. Con này dèo dây nó cắn được không? Chắc không được á. Không có dèo được. Không dèo hả? Cái gì? Cái răng của nó giờ thấy rõ luôn. Giờ lấy cái bao của nó vô. Mà nó còn đẩy được mà. Ôi ôi, thời tới cản nổi bạn ơi. Qua nay không gài, qua nay 2 ngày rồi. Tới bữa nay lụm. Ôi trời. Là muốn cá nào ở thêm bữa nữa tới. Ờ 3 ngày. 3 ngày cứ ngồi nó quen chọn, nó quen chọn. Nay lên toàn hàng độc không à. Lăn bông. Lăng rồi, cặp lăn rồi đó. Ôi. Quá trời đã luôn mà. Lúc kéo nó cà gặt như nghi mà nó dưới nó chạy cái đó là nó gọi thằng bông chúng đâu chứ. Hoặc vô đếm nó gặt cái đó. Còn cha đâu gặt. Dở cái lưỡi lên thấy ngoài miệng là thấy mừng rồi đó. Mừng mồm liền rồi. Phải trong miệng không lú lên thay coi nổi rồi. Nổ rồi chắc. Đi xuống nhịp nữa rồi. Là đi liền. Còn cái răng nó kìa. Bốn ký. Cái răng này giờ nào chịu cho nổ. Cáp mà còn nhiều khi đẩy còn đứt. Em lấy cái vỏ anh bỏ nó vô mà. Sửa sửa cái cân được không? Gùng tay gối địa hình chân cực dục từ lưa chân rồi quá đã rồi trời cái màu nó nè với cục sạc dư phòng xuống cái gối nụi kéo không chết dục luôn rồi nãy giờ ngồi nói chuyện với chú rồi cá bông rồi vợ thấy cá này ba la làng chúng nói quá đã cứ nào chịu nổi cần đó sao kỳ vậy sao bay phao luôn rồi. Ê cá gì ông nội ơi, phải không? Gối đi hình thiệt chứ. Gối đi hình chứ. Vợ mình cho anh thấy miếu đi hình chứ thầy. Hả? Anh dính với ai trời trời. Cái dễ hả? Gối đi hình chứ không thấy vào cần người từ lưa dục à. Tao ra giữa sông rồi kìa. Anh giới thiệu anh dính cá là anh dục từ lưa hết trơn. Lâu lâu nó vô đi, vừa ăn cơm xong luôn á. Dính ra hộp cơm này ngon. Ôi, lóc bông. Trời ơi. Gung. Quá đã. Chết chết nó cắn đứt chè ông nội. Đem nó lên trên đi mắng đâu đi. Bỏ thôi. Ê ê ê. Ê, ê, được, được, được. Không nhỏ à. Chắc trôi rồi. Giặt giặt nó dưới ông nội. Trời.
có bông nữa gì á. Nhìn giả nữa. Nó trả lại. Nó cương lại không à. Ê, nó nữa rồi. Bông nữa rồi. Bông nữa rồi. Dữ lắm bự. Trả lên luôn. Trả lên luôn. Trời ơi trời, cái gì vậy trời. Hứa gì chịu nổi. Trời ơi dạ. Dính ngoài nữa nào, dính miệng. Dính ngoài. Dính miệng. Đâu cắn dây lử, đâu cắn dây được. Con này không dám được. Trời ơi, kéo một phút mới về không được nữa. Nó được một chơi phút. Chơi là gì đó mới chịu nổi, con nó cắn. Bông này không được bông gấm, bông giấy. Bông gấm mới đẹp. Bông ký ngoài rồi. Ký. Lưỡi á. Trời ơi. Thấy con kéo ra nó ghi ra nó gọi bóng lửa rồi. Ghi 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 lên. Đủ ăn cái con. Ruột lớn cái gì. Còn lửa trong miệng á. Hết mấy xích vô. Nó dính. Dính gì đâu cắn được. Vột rồi. Này, nó dính cái hàm trên mà nó chưa có móc luôn nữa. Nó vô mới nó dính cả. Có nửa cái ngạnh này à, thì đâu đừng thoát. Có bạn rồi. Chở lên. Hơn ký. Ký ký à. Trời. Có nữa. Hỏi cái gì rồi. Trời. Anh bỏ vô đi để hồi nó chết liền. Phòng nữa bạn cặp rồi đó. Quá đã. Hay bị gì rồi. Con mẹ con rồi. Ráng đeo. Cứng ngắc tay rồi, cứng ngắc tay luôn rồi. Cứng ngắc luôn rồi. Dữ lắm mới dữ rồi. Kéo đi vậy á. Trời trời trời. Lủng rồi, lủng rồi. Đó rồi, đó rồi, đó rồi, đó rồi. Rồi má ơi ăn khám luôn ẩu ẩu nha ẩu gì hết nó dính hai ba lử rồi đó nó dở lên sao nó cắn đứt á cái lóc đâu phải cái lóc bông lóc bông bông hả đứt lử rồi cắn đứt lử cắn đứt lử ăn trong tay luôn rồi đó mà tính cá cha còn chờ nhà lóc bông cắn đứt luôn trời quái thú làm quýu dần tính cá cha không à không bèn chờ chọi cãi cứng giật giật đang thay mồi đã qua đây giật 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 cái lóc bự mà con nó ký ngoài á bông hay là cá động không biết em thấy giống y chang cá động mạnh á cá bông mà cá động đâu cắn đứt dây nổi vậy cái mạo y chang cá động luôn nghi lắm mà nghi là nó cắn đứt á biết ben liền lên luôn đó trời trời nãy cứng cây đã vô luôn á tính cá cha còn nghi là cắn đứt ben liền lên luôn rồi nè đứt nè chùm tám mà đứt lử nè không sóc thêm lử nào ngoài chứ rồi thấy hóc mạnh lên tí nữa nó lên bờ luôn rồi chút xíu nó văng lên bờ rồi xíu. Cắn vừa đứt luôn trời uổng trời cứng cái cây tính đâu là cha cái bụng dở là anh thấy nó đã trắng trắng cứ ngắt luôn hả bạn ơi dữ lắm ơi đó rồi đó rồi đó à trời lấp bông lấp bông ê ê ê em lên sống đi chuyện này sống đi con dính ngay con mắt luôn dính này hết sảy rồi bạn ơi vừa mới coi hình thằng cần thủ chỗ dính con cái leo 4 ký mấy thằng ấy ngồi mình đó thằng đi 2 chồng đó dính hả đấy à đây dính giật cường cứng ngắc luôn chạy lại cái tay bấm máy mà bấm không được lên nha bạn cái bông nha con này ký ngoài rồi trời ơi đang ngồi ngủ được 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 sáng sẻ con chắc này phải vớt lên con chứ dính ngay con mắt luôn hết sảy rồi đâu cắn lử được ngon 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 con này ký ngoài bằng con sáng à đặng lấy cái kìm mới được dính ngay chân con mắt luôn nè bông cà lông bông bông nha ô ben cần như cái cha tính đâu cha nữa rồi kéo vô chạy vô thấy nó ngắt thì cần luôn đã thiệt chứ giật mình làm tính gà luôn rồi đó để xích vô anh ơi
mưa lắc gắt lắc gắt. Đẩy lụm. Mày sao giờ? Ủa là ai đó nó đây? Cái vỏ bỏ vô, con này nhỏ. Ăn cứng ngắt luôn. Ăn cứng cậy ghê trời. Cá đẹp quá ta. Nó xanh xanh mà nó đỏ đỏ mà, đẹp ghê luôn á. Xong cái tao móc bọc luôn á, cá đẹp ghê bạn nè. Được, ngon. Bông cà lông bông bông. Cá nhìn đẹp ghê bạn. Này mà gần nhà đem về nuôi cái đã gì đâu luôn á. Màu đẹp ghê không, tím mà nó xanh lưng luôn nè. Con này cũng cỡ còn sáng nè, con này hơn ký rồi. Đã bạn. Hẳn cừng quá chứ ngon tính đâu cá cha quá. Chạy lại mà quýu chân tay chân bóng cái chặt vô cặt vô quá. Bấm cái bụi bấm máy được. Vượt trò ven cần sướng. Ngắt luôn. Kéo là thấy dính con mắt này hết sảy rồi. Quá đã. Bông cà lông bông bông. Ông cha chụp đóng liền đứt mạnh. Rồi rồi lớn rồi lớn rồi. Lớn rồi nổ rồi nổ rồi. Nổ quả rồi. Cá lớn rồi cá lớn rồi. Bự. Từ từ chơi. Đứng đứng xích ra mé tí tí. Hugo rồi. Lên cần thẳng gan luôn mà. Còn ồ cá trôi được được không, cá cũng trọng lắm. Ê, đứng xích ra ngoài nè, con dây bên đây lóc. Ê từ từ, khoan khoan, lên luôn lên luôn lên lóc bông hèn gì lên cái cần cứng ngắt. Cá này nhỏ dính gì hết sảy rồi, dính lưỡi gì thì mà chài cứu nó rồi. Cá này ký ngoài nha, ký mốt ký hai ký bài hết sảy rồi. Nãy vừa mới cắn đứt lưỡi cần kia qua đây mình phải chết lại thôi. Hết sảy dính đó, hết sảy lại lấy kìm gỡ. Lên cho cần cứng ngắt luôn, cả buổi luôn, chạy lên bóng máy không kịp luôn. Đóng cái kịch mà thấy lội dính này thì sao rồi, đà tàn đó rồi, trừ khi cắn đi ngậm nuốt lưỡi thôi. Này hết sảy chỗ rồi má luôn rồi. Đóng cái hơn trời giáng. Cái nắm cá nó dãy như lử không. Lóc bông lóc bông lóc bông. Được. Thấy không? Vợ mình đi là hên là lúc nào vợ mình đi cũng hên chứ. Đi mua cơm rồi. Hả? Có đi mua cơm rồi. Cơm rồi. Cá là ký hai ký bài. Vô. Vô, cho nó vô vỏ chung con kia vui. Có bầu có bạn. Đóng mà dính cá cái sướng nha. Nhẹ nhẹ dập mặt chết mấy quỷ này nó gì. Dính cá cái nặng tay đó, mà lên cần thiết ghê không? Hồi nãy là cây đây đã lên dữ lắm mà tại không thấy. Mấy con bông lên bạo lắm. Con khiền sống nha. Con hôm qua bạn. Con sống hôm gửi nhà trọ. Sống nhăn, ngon ngon có cặn. Có bạn có đôi rồi đó. Đó rồi, đông cá bự lắm rồi đó, trời ơi lâu bẹo luôn rồi, dữ lắm rồi, nổ rồi, rồi 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 dữ lắm rồi, nó lâu bẹo luôn. Cá lớn cá lớn, rồi 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 lớn lớn. Hugo rồi, này Hugo thiệt hay dữ. Kéo xí xích về cha để nó vô. Cá lớn rồi, nó dướng sen lại rồi. Từ 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 để cho nó chạy vô sen. Con này cha rồi, con này lớn lắm lớn. Con này lớn xiên luôn, chắc cứu luôn á. Rồi nó lôi mà cái chùm bèo mà chạy ngược lên luôn mà. Nó xe hay vậy? Nó chịu chổng rồi. Từ từ để cho nó có còn nó không. Rồi. Còn. Gai gai gai. Xiết xiết. Chứ đừng có nó, cái lúc dây ra cho đừng có quấn cái cốc dây. Còn cá. Đây để con xử lý cho. Dương lưới rồi.
Rồi cái đống bèo chà bá mà nó đẩy nó đống bèo lên luôn mà. Nó gọi vô hồi nãy nó nhúng nhúng rồi đó, để luôn á. Con chà chứ. Còn không? Còn đống vậy. Hồi nãy nó giật bên bển đứt con gung tinh còn gung tinh xem rồi. Lên lên lên. Nhỏ, cũng nhỏ cũng bự. Có cái gì? Trời. Trời nó lóc gì? Lên luôn. Chưa đi nữa không đi. Kìa coi trong gió chách. Lóc. Con này bự hơn con mới dính. Trời ơi dính này bà hú nữa ai chân má. Y gan nãy nữa ai. Trời tính cha không à trời. Làm rung luôn. Cái đồng bèo cái xéo trong dây mà nó lôi tè ngược lên như nè. Này có mày. Bá xuống đi chạy á. Kìa vô nhân gió chách con nữa kìa. Hay rồi. Vô đồng bèo. Dạ con này. Con này ý là trai cái gì còn không được. Cá nở xì xèo rồi. Ồ nãy con kia lên đẹp như trong phim luôn. Băng con này cũng vậy vậy. Mà con này lôi chấm bèo tính đâu con này tính đằng này cá trai rồi. Dữ lắm rồi. Mà lóc banh ủa cái lóc bông nó ăn mạnh. Cái này cái lóc bông á. Ừ. Đó. Mập thấy con rồi. Bông cà lông bông nữa nha các bạn. Nãy xảy con á nãy ông không để ý. Lúc mà anh đặng thay rồi chắc đây lên cần dữ lắm rồi. Đi lại thấy cho cái cần tự nhiên gớt xuống mà bển bựng bển kéo đứt lưỡi rồi. Ờ vậy cắn không hay. Bởi vậy mới hay đóng rồi hơi lụm. Cái cần của ổng mà không canh gì chân á. Còn mới đóng nữa còn nữa đó. Không dính nữa. Không mà dính nó chứ không có đóng sảy nhưng mà dạ. Nãy đóng là được rồi. Đó bạn. Dạ đóng sảy rồi còn đồ luôn. Mà cho gớ vô là dính đó. Ờ tranh thủ xuống. Vô luôn. Cái này em đi nữa em ơi. Vô viên anh. Thôi, kéo luôn đi. Ừ. Cá trâu rồi. Mạnh vô. Cá bông hả? Để anh. Xiết máy rồi. Xiết máy rồi. Xiết máy rồi. Xiết lại cưng cưng lẹ vô. Cá nhỏ mà. Ê. Ê. Trời. Nhỏ đâu? Là bá. Nhỏ hả? Bự hơn hai con nãy. Ê, đem vô trong đi. Nhẹ. Thôi thằng hả? Thâu cái đầu cần cho nó tới rồi cho hát ra như vậy dướng lại dướng đi như ba cây rễ cây đi 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 lạng đẳng đi đi lạng đẳng đi nó nhảy đó nó nhảy lưỡi câu lắm. Ôi da trời, để xuống đó đi. Đây coi cám gì đây, cám gì ngoài dính à? Một không. Con này bốn một tí à? Hả? Con này dính cái mấy? Nhiều nè. Quốc em coi vợ của cái đi chưa chơi lại đi lẹ lẹ đi còn cái nhịp còn cái đừng cái quăng vô đóng ừ xảy luôn trời ơi nó bận tim kìa trời còn cá bự rồi đứt dây đứt lưỡi rồi cá bông rồi đóng yếu quá đó không đủ đồ kệ nó cái vợ vậy nè kệ nó kéo này coi có đứt lử không nghĩ đứt lử rồi nó bựng ngoài đóng không đủ đô nó gồ yếu quá em ơi em Quỳnh Như này xui quá cá bự lắm bự luôn không con cá vợ con đóng cá bự lắm nó bựng ngoài ghê luôn mà sể đứt lử đứt cắn đứt nó cắn đứt lưỡi không ơi cá bông cắn đứt lưỡi đứt lưỡi giữ trơn nè như phần em đóng yếu nữa thôi dở quá em ơi không rồi sao chưa
Rồi bá vô cần bên đây rồi. Bông chúa rồi. Anh lấy cái túi lưới lại mày em cho. Ê cái cần này dính cái gì nè? Đóng đóng rồi. Vô họng mà nằm mép đó cũng hay á. Hên. Không nhờ vô mép nè, nhờ hai lưỡi kỳ nè. Đúng rồi. Nó chặn xuống nè. Em nhớ mấy lần mình dính cá như là ngợn quá anh nè. Trời. Ừ ông này đúng rồi, ông này. Ừ. Với ngồi vớt cho mình nè. Anh kia kìa, cái anh đó nó thương mấy mối lại anh nó thương anh có đâu. Rồi đang xuống cần ghê, cần để lên cứ ngắt đóng cái đầu cha không à. Bốn mấy bạn nên xin số cái bạn này nè, mỗi lần bạn này ghé đâu là đó ghé cái anh bên kia. Lấy hơi. Cái anh bên kia là gì à thương? Anh dạ. Anh Hữu. À, anh Hữu. Là anh lên con cá 5kg như nãy mình quay cho bạn coi. Thì bạn lại đây tắm tiếp với mấy anh em tụi mình rồi. Tính cá cha. Cái cần kia mới kéo mà thảy lại. Tính cá cha cho anh Quy đấu mà thôi cá này à. Thôi lên luôn chắc cứu. Lên. Lấy nhớt trước đi. Sớm chắc cứu. Nó xảy gì á. Giật nãy hai cái sao cái kêu đó. Cái bông táp nè. Cái bông táp á. À, đứt ngang nè, đứt ngọt ngay luôn. Đứt lửa hả? Đứt lửa. Nè. Câu bông đó. Hồi nãy á thấy giật một cái rồi. Của mình bị hai con ăn lượt luôn. Em tính đâu là cá chạy nó qua bên đây nó dính cùng câu. Nó không có kêu. Lúc kéo lên nó chạy ra nó bự nguyên lượng tim rồi. Nuốt lửa luôn rồi. Thì nó nuốt rồi. Lúc mà mình kéo lên thay mồi á mình nuốt lửa mà nhờ xuống đây không cắn được. Cái bụi này thì có cái con cá lên nó cắn. Con này cũng 2 kg mấy rồi. Ý đồ cắn bột rồi. Làm cái cục lại cái đứt cục sắt luôn. Đứt luôn rồi. Đây mới đứt lưỡi. Làm cái cục cá. Ghê thiệt. Nhờ hai cái lưỡi kia nó giống cái kỳ rồi. Nè anh nhìn nó cắn một cái một không có một miếng dấu bận. Coi nhớ kìa, coi nhớ kìa. Có mùi sưng rồi. Cắn cái kìa. Không cần nhiều đúng không? Chủ yếu ấy là 1 kg. Chủ yếu một nhiều ký là được rồi ha. Cá màu xém đẹp đẹp ha. Trời hung dữ. Đây. Đây. Gọi cá này rất là hung dữ. Coi dừng chiếc đi đã. Dạng không muốn đưa mình á tại là phải lên phải căng nó lên liền. Chứ nếu đó như bạn thấy nè, đây cái lưỡi đây nè, lên đây nó cắn một cái là đứt luôn. Cá cha hả? Cá cha đã đưa anh ba. Chứ phải cá cha, chứ phải cá cha cái trò cho anh Quy đấu rồi. Nhưng mà cái này thôi lên lấy nhớt chắc cú nó dữ lắm. Đó nếu mấy bạn thấy không? Nó cắn rất là ngọt. Đó. Nó biểu diễn cho bạn coi luôn nè. Cắn nữa. Nè, lấy cái này nè, rồi cắn. Cho bạn coi nè. Cá giờ nghĩ ăn lưỡi rồi, cá giờ ăn dây cái cơ mà. Dây máy của mình nó cắn rồi nè bạn, cá lóc bông nó lội ngang dắt đụng dây nó quạo nó cắn nè. Nhâm sần sụi chân nè. Nè khúc này nè. Không, răng nó táp nè. Này lóc bông giống gì chứ. Chỗ đầu con tay về giữa nè, nhâm ở chân nè. Đi lại thấy con dây giật giật cho kéo lên sao nó nhả hiều. Bó tay thì chứ giết mấy cá đẩy thành tinh chân rồi, ăn luôn dây cái. Lỗ mất chùm vô. Quá dữ thiệt. Thua luôn. Rồi nó cắn rồi nó ngọt sớt luôn. Bó tay. Quỷ chứ không phải là người. Chịu ăn rồi được. Cứ ngắt luôn rồi, đông mạnh, đông. Ừ, trời ơi, dữ lắm bự rồi. Kéo về liền. Dữ lắm bự rồi, sâu tim à. Nhỏ xíu vậy. Trời ơi, làm hết hồn nội. Cá bờ cá lóc. Lóc đồng, từ từ vô đi cá bờ, nó không xảy đâu, con này không xảy đâu, đừng sợ.
Con nào không chảy đâu, đừng lo. Gọi hất lên. Ê trời ơi. Này nay hai anh em mình thua các bạn. Lắc bông. Rồi con này cũng 700 gram. Ờ dính này hết sảy rồi lên thì cần cứng ngắt luôn. Sợ mình đang đứng đó làm luôn. Rồi vô cái lưỡi luôn rồi. Bà phát biểu cảm nghĩ mặt bà xanh lẹ cho này. Mạnh như gì? Mạnh như gì? Bye bye. Mạnh như lưu quá gì? Quá đã. Ồ lên cây cứng ngắt luôn. Tính lẹ lẹ lẹ. Xiết. Kéo vô. Nhảy kìa. Đó vô kìa, đó vô đó. Đó nè. Ok kìa. Ô. Bự. Từ từ nhiều đó, nhiều đó, nhiều đó. Không nhiều được, kéo mạnh vô. Ủa vậy hả? Nó cắn đứt nhở. Bự đó. Sao bông mà. Từ 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 anh Mai. Tắp nó lên, tắp nó lên. Hất nó lên. Hơi ngon à. Con này kia mấy à? Mới đứt cùng dây hả? Ờ. Lớp bông. Vừa. Vừa tạo đứt cùng dây thấy lên lên cười. Khi mấy luôn ha. Cắn một cái là đứt. Đứt nhau đứt chợ luôn hả? Nè cái này nó cắn là đứt á. Dạng cái lưỡi nằm trong luôn. Lên lên lên. Lưỡi lưỡi nào ruột hả? Ngồi kìa. Nó rồi. Nó cắn cái bập liền là xong phiên. Không, khi mấy thôi. Ai ký. Bỏ lưỡi luôn ha. Cái lưỡi đi đâu gỡ được đâu. Ê, nó dùng quá đó. Giữ lại. Giữ vô tay. Giữ nó vô tay đó. Ờ, cặn nó mang lên. Vòng qua thấy nó đứng. Giống hút vậy chứ. Mập cái ghê thiệt. Ừ, mập cái tóc bông bông lè luôn à. Ờ, mẹ luôn anh đại. Ừ, bông lè luôn á. Đậu đãi à, vừa đứt cùng dây. Đậu đãi sạch sạch đâu cái. Giờ mới có nè. Chuỗi cá sạch sạch đâu cái gì đâu. Hôm qua giờ anh em mới cạnh được nó. Chuỗi cá sạch sạch đang cá ở đâu cái gớm vậy. Ké ké mấy bạn. Đó, này chuỗi tay rồi đó. Được cảm giác cao lớn rồi. Trời trời. Cái đấy á. Xuống cần, xuống cần chiến tiếp. Nó cắn nó con tát con tay á. Hơn 2 ký mấy? Hơn 2 ký. Hơn 2 ký. Nó bông vô tay á. Đúng. Này cho anh Quy sướng tài một cái chứ. Đóng cái hừ biết cái lóc bông quá các bạn, nhưng mà kệ cho sướng tài đi, sảy bỏ. Đóng cái hừ nhỏ chạy mà lì đâm đầu. Con này nó như con heo vậy ông nội ơi. Ừ. Úi ghê hết. Nó uống à. Quá đã. Cốc. Con này có hơn 2 ký rồi. Cái mấy à? Ơi, cái màu y chang luôn, cái áo luôn. Đúng rồi. Y chang luôn, nhìn là không thấy cá đâu kìa. Rồi, ngon. Có tinh thần lại rồi. Giữ rồi. Rồi sảy rồi. Bị bông chơi rồi. Dốt hả? Trời lì 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 dưới luôn bông. Để sao bỏ không đi kìa. Ơi, thú hồ một pha. Trời nó lì dưới kéo không lên luôn đi. Cá bự lắm, bự luôn. Bông chơi các bạn ơi. Sáng mi bông chơi rồi. Chùm 8 lưỡi mà nó không cây dính lưỡi ngoài nào hết trơn nè. Cắn đứt kìa nè. Kéo nó không lên luôn bạn, cá bông nó bự lắm, bự luôn. Nại nó không lên luôn, cần cứng mình nại dữ lắm mà không lên luôn. Sảy. Ủa quá, con ôm lưỡi rồi. Buồn thiệt chứ. Trời ơi, cần nó mình nãy nó không lên luôn á. Đừng bạo lực.
cắn đứt lử. Lúc bực xuống thấy là sông phi này nó gọi biết bông. Rồi lên luôn. Đang xuống mỏi lên cận mà thấy ẩu con đó. Tính hất lên luôn được, thấy dính sâu quá con đó, khoảng 2 kg mấy cho bạn nhìn này nè. Đứt 4 lử. Gãy 2 lử. Con này là con quỷ chứ không phải con cá. Ô, bữa nay sáng xui quá anh Quy ơi. Con này nếu anh nghĩ chắc từ từ cũng được ha. Tại mình cũng không chắc. Rồi còn đang lử nữa nè, chùm 8 mà còn có lử một đó. Lử này thì mình cắt không nói đi. Thua. Thua hả? Thua. Mới con nào dãy đùng đùng đâu vậy? Ấy giờ mới lên thôi vậy. Nè, con dãy đùng đùng nè. Lục bông hả? Thôi ẩu con đó thiệt. Không ngờ luôn, thiệt chứ. Tính cho lên luôn mà nhờ. Sáng cái kìa tức quá cho lên luôn, nó dính dữ lắm bạn. Đứt 3 lử á, tại cho mình 8 lử. Mà cọng dây này thì mình cắt không đứt, này là còn 1 2 3 4 nè. Gãy thêm 2 lử nữa 6 lử. Ồ, cá đó khoảng 2 kg mấy 3 kg. Tay dạng rung. Không ngờ gãy lử á. Nó cắn người ta gãy cái lử là cũng dữ lắm dữ rồi. 2 lử một lượt luôn. Lúc mình quay bạn thấy nó táp. Rồi, quái thú không phải ăn cá lóc bông. Con tay gùng. Thấy ghê chưa? Không hiểu nổi luôn. Mà khi cái đó lên luôn, thấy lên được, dở lên luôn, ai dè, đi xuống luôn. Sáng này không hên đâu bạn ơi. Hai phát anh Quy vậy. Trời, lóc bông. Trời ơi. Vừa quăng xuống ăn luôn. Rồi. Trời, đứt dây rồi. Ôi, ngủ con cá bông. Vậy đi. Mấy cọng. Cá bự hết biết bự luôn. Đứt mấy lưỡi nữa. Một lưỡi rồi. Trời ơi trời. Ghê chứ. Trời, với mấy thằng này là gì đó. Cái chùm này cũng ấy nữa. Không mà tới xảy là ồ ồ con cá cái đầu trời, cái đầu lên. Nó thấy sợ luôn á, biết con cá nó bự lắm bự. Trời, thấy cái đầu con cá nó dính hồi nào không biết nữa, đi lại thay mồi để cục mồi nè nè đính xích đắng đạp xuống luôn hai ba vừa mới thay mồi cục đó để cục mồi đây mới tính kéo lên cầm gì nè dở lên sao nó cắn rồi nè. Ôi, số mình bữa nay không dính cá bông các bạn ơi. Mấy bạn biết mấy cá này rất là nguy hiểm cái vậy đó, chơi với nó là nói chung là mình không có được thắng nó, hên mới dính, cắn nhám cào luôn. Ồ, con nó bự ghê luôn á, con đó cái à. Kéo không vô mà. Con đó hàng 3 kg đổ lên, dữ lắm nó nhảy quá trời trời. Cái đầu nó nổi trời trời. Nó dính hồi nào không biết nữa. Con này nó... chắc nó mới dính nó chưa kịp ben, đi lại cầm thay cục mồi này vừa dở cần lên nó chạy rí. Dính luôn rồi, dính luôn rồi. Dính luôn rồi, dính luôn rồi. Thua luôn. Sáng giờ 3 cái rồi. Hôm nay số mình ra không bắt được cá bông rồi. Không thấy nó lên. Có đổi tay không? Ôi, chơi luôn rồi. Rồi đứt lưỡi nữa gì rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cá bông. Sát nắng rồi chị. Trời ơi. Về con. Tiếp ảnh à. Con rồi, con rồi, con rồi. Dính này ngon rồi. Nè, chỗ này cống nè. Không, dính này ngon rồi. Rồi, 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 bà hú ơi, dính con mắt hoài, chết cha mày rồi con. Đây nắm lên ra. Lo lại chống nè, vô chạm.
bà hú à. Từ 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 từ. Đây. Thục vô, thục vô đi, thục vô đi. Ê, anh ba anh ba lại. Ê, sao vậy? Đừng nữ á. Làm gì đâu đâu mà. Chạy đi mà thử cho lớn nữa. Ôm coi. Ôi. Phóng quá. Nóng đầu. Đây có chừng cách nào. Dính con cua luôn rồi. Ôi ơi, dính con cua ơi. Ôi. Cuối cùng cũng dính rồi con rồi. Sau thời gian đứt chị. Con mồi vừa mới chọi xuống luôn đó. Sao ba con mà. Con đó hai xíu mấy. Nhỏ hơn con nãy. Nhỏ hơn con mới chạy. Xách ra ngoài đi. Giờ là ổ anh em ơi. Chắc này chắc xách cừng lại đi. Chừng lửa lửa nó chặt á. Tới giờ nó ăn rồi. Nó dính gì hết sảy rồi. Nó móc con mắt ngoài. Còn lửa trong họng nữa kìa. Chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn. Rồi móc thêm con mắt ngoài nữa. Mày hai ký mấy á. Hai ký mấy. Còn rồi ngoài đây đi sáng sáng nè. Đi, dạ mẹ. Sao ở lại hay gì à? Ừ, kéo nó mà nó con này mà không dính nữa giận luôn bạn ơi. Dạ ở lại hay gì à? Rồi tới con thứ tư mới dính. Ủa con thứ tư của mình nhưng mà con thứ sáu mình đóng có dính được nè. Kéo nó mà nói chung hồi hộp nó ngoài nó cờ bực quá. Mấy con bắt được con đó. Mấy con bắt được con á. Con lử đứt hai cái con luôn. Nè, con cá nè. Con lử. Nè dính mép này nè, cái lử bên kia mới chết nè, lử bên kia không gỡ ra hả? Kia nó tự giục. Giục rồi. Bông này đẹp nè. Bông này đẹp. Ừ, kéo nó sảy ba con rồi, kéo nó mà hồi hộp quá bạn. Cùng hồi vừa mới chọi xuống, nó ăn luôn. Lên gấm. Cái kìm nữa. Lên gấm mà đẹp nè. Kìm đây. Quá đẹp cái bông luôn. Sống đi, thấy không được. Câu cá là ta câu hai cá như vậy đó. Câu cá gì đâu mà chút chút không à. Không à. Ờ giật cho sảy. Quá đã. Chúng ta rung chân hết rồi. Thứ nào chịu nổi thiệt chi. Rung. Sao trắng nổi dính. Dính vậy là chắc cú rồi nè. Hồi sáng con kia dính gì nè. Nãy em nhát bà phải nhóm bên lên. Thì cũng ấy rồi biết nhìn thấy. Đây nè, thấy cái lưỡi hàm ở dưới nè, dưới con lưỡi hồi nãy có cái lưỡi móc ngay con mắt ngoài luôn. Thôi cứ từ từ chơi. Chứ không lẽ sao ba cái thứ tư phải lụm. Bán rồi, 3 4 người cho mình lên thành 2 ký mấy. Ôm đi. Không rồi, hưởng thụ cuộc sống cái coi. Trời bông này đẹp thiệt luôn á. Không. Không. Ừ, còn cá tới thứ tư mới dính được cá nha bạn. Lên gấm chưa? Đẹp quá đẹp luôn cá. À, nó để nhẹ nhẹ đó, nó không bao giờ chết nữa. Nè bỏ vô cái bị để chở vô để sống á. Sống. Được kiển chơi. Kìa lấy cái bị cho. Cái bị để. Thôi nó nói làm đi xuống ngồi cho bắt cá ông nữa mọi ơi. Cái bao ấy ha, nay lạ không? Không gì à. Nhường ông đó. Sáng giờ sảy nhiều quá bạn nên kéo nó cũng mất tự tin luôn á. Kéo cá mất tự tin thiệt. Rồi sáng tự tin lắm rồi sảy ba con rồi đóng được hai cái nè, năm cái mới dính được con. Cần xanh là lập công các bạn, cần xanh sáng sảy chiều là lập công. Ba chơi lầy nhảy xong luôn. Quá đã, con mới dính nhỏ hơn con mới đầu sảy trước, nổ con trước bự hơn. Cần xanh lập công. Cần xanh sáng giờ hai công rồi mà. Ăn được cái à. Rồi, quá đã các bạn ơi, coi như bữa nay cũng vui rồi đó, được con vui rồi. Quá đã. Tiếp tục chờ đợi thôi. Đúng rồi đó, cứng cắt cứng rồi. Đóng giật hai ba cái luôn nữa. Nữa, ừ, đưa từ từ, nổ dây không nổi. Nó nữa rồi anh Huy ơi. Nó rồi đó. Trời ơi, trời lên đi cần cứng xanh nữa. Phải bông qua chừng cha đó nghe, cha là im đó. Bông rồi, vô rồi. Đừng giật nó, để cho nó giật đi, mình đừng giật nó. Vô luôn anh, đừng canh bên đó. Kệ nó, miên kệ nó, không quan trọng. Trời lên cái cần cứng ngắt luôn. Quy dục điện thoại không thèm bấm máy luôn. Đừng nói lú cái đầu cái cha thứ già lên nha. Từ từ chạy qua theo nó luôn. Bự lắm bự. Ê ê. Từ từ. Rồi. Dừng nhánh trà đây. Bự lắm bự rồi. Chừng cái cha đó. Đừng. Cái bông. Đừng có dở lên. Không nổi đâu. Trời. Lội nữa anh Quý ơi. Lên luôn đi. Không bây giờ lên luôn đi. Nè để em nắm lên đi. Thêm xuôi nha. Từ từ đi. Ê từ từ. Bỏ nó. Rồi thêm xuôi đi.
Cần xanh lập cú đúp. Trời ơi, Quy đang bóp điện thoại. Cần xanh lập cú đúp. Mình để sẵn cái mình canh luôn bạn, mình để sẵn cái điện thoại á. Dạng nói mình canh nguyên bày luôn. Kêu anh ba canh rồi mà nó nghe chân không? Cần xanh quyền thoại nữa. Rồi sao giờ chứ không lẽ nắng mồi nữa. Nắng không còn mồi. Rồi nhiều rồi. Ôi lên cái cần cứng hết cứng luôn. Một chỗ một chứ con kia. Này vô lử luôn gì sao cắn được nè. Nó vô lử nó mới chịu cái lử này lại nè. Đây nè nó vô lử đó với nó. Nó chịu lại lử này nè đâu cắn được. Lên cá nữa nha bạn. Chứ wow. Vui luôn chứ giờ sao vậy. Nắm mưa mà lên luôn. Quỳ sướng anh Quỳ ơi. Rồi gỡ lử ôm cá Quỳ ơi. Tính cá cha không hả chạy đã gỡ gỡ lưỡi miệng trước đây nè đây nè nãy lưỡi miệng nó ra trước đi rồi ra ra lại ra rồi trời ơi sốc gì vậy sao xảy nè vô thịt đây chiều nay anh em mà cuối cùng cũng có người xuống trời lên cho cần trời trời cứng ngắc luôn. Trời ơi, ôm cá đi. Trời, cảm ơn Dạ Nguyễn, cảm ơn các bạn nha. Hôm nay ba rùa được trải nghiệm nè. Đây coi chừng nó tới phập cái con tay một cái là đi luôn đó. Chính tay kéo lên luôn đó. Ôi. Lên cần đẹp ghê thiệt. Mời kiếm cảm giác vậy nghe không đó. Quá đã bạn ơi. Rồi nó phập kìa. Rồi lên cá bông nha bạn. Bỏ vô bị khác. Quá.